Hồ Đồng Mô, điểm ăn chơi hot sau khi lên phim Người Phán Xử. Gia đình ông trùm Phan Quân sống trong biệt thự ven Hồ Đồng Mô. Điểm du lịch cách trung tâm Hà Nội hơn 50 km. Hồ Đồng Mô rộng 200 hectare, nằm dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía Tây. Theo truyền thuyết, đây là nơi diễn ra cuộc chiến giành công chúa Mị Nương giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Trong trận chiến, Thủy Tinh đưa nước dâng đến đâu thì Sơn Tinh làm phép nâng núi cao tới đó. Cuối cùng Thủy Tinh chịu thua cuộc, hồ nước rộng lớn còn lại đến nay là kết quả của cuộc chiến xưa kia. Cổng vào biệt thự Phan Thị, địa điểm được chọn làm bối cảnh quay nơi ở xa hoa của gia đình Người Phán Xử Phan Quân. Ngoài đời thực, đây là một khu resort nằm trên ngọn đồi gần khu vực cửa xả lũ của đập Đồng Mô. Căn biệt thự nằm biệt lập giữa hồ từng là nơi hai vợ chồng ông Trùm tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Cách duy nhất để đến hòn đảo nhỏ này là đi bằng thuyền hoặc cano. Theo nhân viên của khu resort, các biệt thự tại đây thường xuyên hết phòng sau khi bộ phim Người Phán Xử công chiếu. Giá thuê dao động từ 6,5 tới 8 triệu đồng một đêm tùy căn và thời gian trong tuần. Lối đi ven hồ Đồng Mô. Nhiều du khách đánh giá đây là con đường đẹp nhất trong khu vực vì có tầm nhìn thoáng rộng. Chạy giữa một bên là hồ Đồng Mô, một bên là đầm sen. Địa hình bằng phẳng với các bãi đất chạy đến sát mép nước ở hai bên đường phù hợp với những nhóm du khách nhỏ ăn đồ nướng ngoài trời. Sương sớm động lại trên bờ đập hồ Đồng Mô. Để xuống được khu vực lòng hồ, du khách phải đi theo bờ kè dốc bằng đá cao khoảng 5 mét. Đường đi khá nguy hiểm vào những ngày ẩm ướt vì chỉ có lối mòn, đất đá trơn trượt. Không có đường để đi vòng quanh hồ Đồng Mô. Trên hình là lối đi dài 2 km dẫn ra một bờ đập khác của hồ Đồng Mô, xuyên qua những đồi cây keo công nghiệp rậm rạp. Cano đưa khách tham quan hồ và vào sân gôn Đồng Mô 36 lỗ đạt tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng từ năm 1993. Giá vé vào sân để chơi và tham quan từ 1,14 triệu đồng trở lên. Một đoạn đường chạy qua đồi cây với tầm nhìn ra mặt hồ. Các hoạt động giải trí sôi động nhất tại đây thường vào dịp cuối tuần, như cắm trại, picnic, câu cá, chơi thuyền điều khiển. Hồ Đồng Mô là điểm đến thường xuyên của những người thích đi câu cá sống ở các khu vực gần đó như xã Sơn Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây vì vị trí gần, nhiều cá và không gian thoáng. Trong ảnh là anh Tiến cùng bạn đến Đồng Mô thư giãn ngày cuối tuần. Anh Tiến kể lại, những ngày câu được nhiều có thể đem về hơn 10 kg cá. Cách chỗ câu của anh Tiến một đoạn, nhóm của anh Chan Praset, ngoài cùng bên trái, đang chuẩn bị bếp nướng. Anh Chan Praset và bạn đến từ Campuchia, hiện là học viên tại một trường quân đội ở thị xã Sơn Tây. Anh kể về buổi picnic hôm nay. Cuối tuần, bọn mình rủ nhau ra ngoài ăn nướng ngoài trời. Từ trường mình đến Đồng Mô chỉ khoảng 5 km thôi, rất gần. Bức ảnh do anh Nguyễn Văn Trọng, cộng tác viên chương trình bảo tồn rùa châu Á, ATP, chụp từ tháng 1 năm 2018 khi quan trắc quần thể giải sinh hoe trên hồ Đồng Mô. Theo ATP, rùa Đồng Mô cùng loài với rùa hoàng kiếm, chỉ còn 4 con trên thế giới, 2 ở Việt Nam, còn lại ở Trung Quốc. Tại Việt Nam, một cá thể rùa đang sống ở hồ Đồng Mô, cá thể còn lại sống ở hồ Xuân Khanh, cách Đồng Mô khoảng 10 km. Hoàng hôn buông trên hồ Đồng Mô. Hiện vẫn chưa có xe khách khai thác tuyến Đồng Mô, Hà Nội. Du khách muốn tới địa điểm này có thể thuê xe du lịch hoặc tự lái. Nếu đi theo đại lộ Thăng Long, bạn rẽ phải vào quốc lộ 21, đi thẳng tới khi có biển báo rẽ trái vào khu du lịch Đồng Mô. Nếu đi theo đường quốc lộ 32, du khách khi đến đoạn giao với đường Chùa Thông, thị xã Sơn Tây thì rẽ trái. Tiếp tục đi đến Bệnh viện Quân Y 105 để rẽ vào đường quốc lộ 21. Chạy thẳng cho tới khi thấy biển giới thiệu khu du lịch Đồng Mô.